luôn anh em nhé. Đây sẽ là một clip về súng cổ và sẽ về hai khẩu súng rifle. Thì khẩu đầu tiên của chúng ta sẽ là M1A1 cabin. Khẩu này thì gọi là tôi quay được trong quả cầu may mắn tùy chọn đá lẻ đợt trước. Hôm nay em có thời gian làm. Và clip này sẽ làm về những khẩu súng mà rifle và bắn tự phát một. Đấy, thì có tôi tìm được hai khẩu được photo. Không biết có thiếu sót khẩu nào nữa không, anh em comment tôi biết. Hiện tại tôi chỉ biết hai khẩu đấy thôi. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khẩu đầu tiên trong clip này là M1A1 cabin. Khẩu này là một gọi là biến thể, à không phải biến thể mà gọi là một cái phiên bản mà giống như kiểu khẩu nào này. Tôi không dùng khẩu, tôi chơi Call of Duty WW2 là Call of Duty chiến tranh thế giới thứ hai ấy, tôi dùng khẩu đấy, tôi không nhớ đấy là khẩu khẩu M1 Garand, đúng rồi, khẩu đấy là súng trường và băng đạn của nó ít hơn khẩu này. Đấy, khẩu này là loại súng bắn tự động. Ở trong thực tế thì khẩu này dùng trong chiến tranh thế giới thứ hai và được Mỹ sản xuất cũng như để cấp phát cho lính dù của Mỹ. Đấy. Và trong game thì khẩu súng này băng đạn 30 viên. Dùng cỡ đạn 30. Và nói chung là về các ưu điểm cũng như nhược điểm thì nó như sau. Đầu tiên là con này là phải bắn từng phát một, tức là tốc độ bắn của nó sẽ tùy vào cái tốc độ ngón tay của mình, chứ nó không có chế độ liên thanh bắn phát một đấy. Và cây này ngoại hình nhìn khá là cổ, có thân súng làm bằng gỗ và kim loại, nửa súng nửa gỗ nửa kim loại, nhìn rất là chất, hoài niệm Valor. Đấy. Và đam thì cũng không được to lắm. Đấy là trong thông số ghi vậy, thông số trong giới thiệu súng ghi vậy, chứ tôi thấy đam bắn xa cũng rất là ok. Đấy, thay đạn cũng nhanh, rồi thì tốc độ đe lay súng rất là gọi là tạm tạm, không được như M1A1 VIP đâu, nhưng mà nhìn kiểu chất, nhìn kiểu bắn kiểu nhìn thú vị bao lần. Nói chung là con hàng cổ này dùng vẫn thấy ok, không biết bắn người như nào, nhưng mà bắn từng viên một thì nó cũng đỡ giật hơn các loại súng sấy một tí. Con này tầm gần thì chắc là một viên cũng vào đầu, cũng headshot hay sao ấy. Cái đấy tôi không thử, nhưng mà tôi nghĩ là bắn từng viên một nó sẽ chuẩn đấy. Vì trong cái phần thông số súng, cái chỗ uy lực ấy, thì thấy khẩu này mạnh gần ngang ngửa AK rồi đấy. Đấy. Và thấy hồi quay thì thấy khẩu này khá thú vị. Tôi biết là tôi thấy tiền zombie review một lần khá là lâu rồi, cách đây khoảng 6-7 năm rồi. Cho nên là tôi sẽ quay, nghĩ là mình sẽ quay khẩu này, và ý là quay đã tự nhiên quay vậy mà trúng. Đấy, kiếm khẩu AK không được thì quay sang kiếm khẩu này bắn được đáp tạm. Và tiếng súng của khẩu này nghe cũng vui tai. Cái khẩu này giống khẩu M1 Garand, mà khẩu M1 Garand thì thay đạn nó hay hơn ở cái điểm là khi mà bắn hết đạn thì cái vỏ cái thoi nạp đạn nó sẽ văng ra, nó kêu cái tinh một phát. Tôi thích khẩu đấy hơn. Khẩu đấy cứ đạn to hơn và bắn mạnh hơn. Cũng bắn từng phát một như này, nhưng mà ý là kiểu thích cái cảm giác bắn súng đấy hơn là súng này. Súng này kiểu thay đạn như này là vẫn chưa chất lắm. Thì hàng này là hàng cổ, vào bắn zombie thì bắn gọi là chơi hoa kẹo nguyệt vậy thôi, chứ không đua lại được các con hàng súng hot khác. Cho nên là
chắc là đem vào test đặt bom nó sẽ hay hơn, chứ bắn người mẹ nhấp mỏi tay lắm anh em ạ, thật sự luôn đấy. Bắn cây này thà bắn cọp nó còn nhiều kill hơn.
Tiếp theo đây là mặt hàng là ASH. ASH gọi là 12. ASH 12.7. Tên đầy đủ nó là ASH 12.7. Và ở trong game thì nó có 3 phiên bản. Một là hàng GP, con này bán trong cửa hàng giá 35 hay 37 nghìn gì đấy. Rồi con này là bản báo vật GP, school logo, CF logo nhầm. Và một con nữa là báu vật phiên bản Evan Cador gì màu cam ấy. Nó cùng vụ cùng thuyền với con Bison. Đấy, ba bản đấy. Kích Việt Nam có ba bản này. Thì con này cũng là vũ khí bắn từng viên một. Tốc độ bắn sẽ tùy thuộc vào độ nhấp tay của anh em. Và cũng là một khẩu súng thay đạn băng đạn nằm ở phía sau tay cầm giống như Famat. Đấy. Để coi nào. Cái ngoại hình đen chất chui lùi. Được, tôi thích những khẩu súng đen. Như là tốc độ bắn không nói, tốc độ thay đạn cũng như rút súng khá nhanh. Thì nói chung là một khẩu súng, nếu mà bỏ qua cái tốc độ bắn thì là một khẩu súng thực chiến ok. Và để mà nói thì vì là bắn từng phát cho nên là độ chính xác của nó sẽ khả năng là cao hơn những cái loại mà để sấy khác. Những cái loại để sấy thì mình phải táp 3 viên một, nhưng khẩu này vì bắn từng viên nên anh em có thể kiểm soát được độ giật của tâm, nhưng mà bù lại là tốc độ giết người nó sẽ không nhanh. Nhưng có một điểm đáng chú ý của chúng này là nó sử dụng cỡ đạn 12,7 x 55mm. Tôi đang thắc mắc là có phải nó đang dùng đạn Barrett hay là đạn 12.7 của súng Đại Liên không? Đấy, loại gọi là... Nghĩ là không phải đâu. Cái đéo nào súng trường chiến đấu lại dùng đạn của Barrett với đạn của súng máy phòng không được đúng không? Chứ mẹ dùng con hàng như thế thì té ra lại quá khủng đi, mẹ ai dùng con này bắn người bao giờ đúng không? Cái này xuyên hai ba thằng một thì... Nhưng mà tôi nhìn cỡ đạn là nó phải, con này phải mạnh đấy anh em ạ. Và thực chiến trong game tôi thấy đam con này rất là khủng khiếp. Cho nên là tôi nghĩ là anh em nào có đôi tay móc cua thần chủ thì anh em có thể là quất con này về thử. Thế mà lượng đạn nó khá ít, có 20 viên băng thôi. Nên là không có kích đạn thì bắn cũng hơi khoai, nhưng mà bắn người thì quan trọng gì đúng không? 20 viên cũng đủ giết vài thằng nếu không bắn chuẩn. Cầu này tôi thấy đam to mà. Đạn to như vậy là chả trách là đam khủng bố. Anh em nào tư vấn cho tôi quả đạn con này có phải đạn Barrett không? Bắn đạn Barrett mà lần đéo thì có chuyện mà có thể dùng hàng cầm tay được nhỉ? Dùng súng trường nhỏ cỡ này làm gì mà chơi đạn Barrett được? Đấy. Vâng, đây là dưới đây là tất cả hai khẩu súng gọi là bắn từng viên một của đơn kích. Thì không biết là trong một kích còn khẩu nào bắn từng viên như này không? Rifle ấy, chứ còn MG thì tôi biết vài khẩu ở trong cửa hàng nó có chế độ bắn như này. Đấy. Và ok thì clip đến đây là phần bình luận đây là hết thôi. Anh em xem clip nha. Em có lên. Chúc anh em xem clip vui vẻ. 5 4 3 2 1 lên nó thủ đủ gì vậy đủ phải tìm đi được đủ. Thằng này chết nè. Thằng này chết nữa nè. Mày con chúa này. Con chúa này. Terminator thì chỉ có ngủ. Chết nè.
kia. Chết nè, nó ghê vô. Chết ba mát, mất giáp, mất hết. Có này hero không? Cho mình bắt đi luôn nè. Thôi vậy. Dude. Sao xui vậy nó mới vô là zombie ha. Nó có thể nào chết chết tôi chứ không được, nó tôi xạo nó không nổi.